沉默，荒蓝深处迷失的自我，一枚谎言树梢滑落，春已不在呵护我，一颗流星从夜幕划过，天空不再拥有我，多少错错错已无法言说，多少痛痛痛再不能把握，今天的世界已变成残缺，星空完全只有孤雁飞过，人生路口我已不走错，注定一生受折磨，爱的尽头我变成飞蛾，生命依然在漂泊，多少青春你不能触摸，多少爱与恨都随风飘落，phải người tới. Cái gì Bạch Công Công, Hắc Công Công, ta không quen biết. Đó là một gã thái giám tội đáng chết. Mắc mớ gì tới ta? Ta không quen biết. Đừng làm bộ nữa. Thì ra là một cô nương. Có người làm gì đây? Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy. Đi đi. Thôi đuổi rồi Sơn Kỵ, người ta đi hết trơn rồi, ngươi mới làm ra giả lợi hại. Địch Dương đâu? Đuổi theo tới khu rừng đỏ. Trúng kế của Bạch Công Công rồi. Gió công của ta thua người, tại sao không giết ta? Lúc nãy tại nhà tôi, cô thấy đâm tôi bị thương, nhưng cô không làm như vậy. Bây giờ kể như tôi trả ơn lại cho cô đó. Quả nhiên là người trong võ lâm, không đánh không quen. Thì ra cô không phải là một thích khách, là một hiệp nữ à? Công tử đã đoán đúng. Tôi đã ngưỡng mộ đại danh của công tử, nghe nói võ công của Địch gia vô cùng lợi hại, tôi tới Địch gia trấn để bái thầy học nghề. Vậy cô đã lầm người rồi. Tôi không phải là võ lâm cao thủ, chẳng qua là một thợ cất rượu thôi. Là thợ cất rượu à? Ừ. Vậy chúng ta có duyên phận. Duyên phận? Cô nương chắc chưa có chồng hả? Ý của công tử đây là một cô nương còn chưa lấy chồng, hai chữ duyên phận đừng có tùy tiện mở miệng. Ủa, sao công tử nói vậy? Thứ nhất, bị người ta khinh thường. Thứ nhì, làm những kẻ háo sắc có ý nghĩ bậy bạ, bỗng nhiên vô cớ chút lấy thị phi, tại sao nói như vậy chứ? Ừ, công tử nói có lý. Từ nay đừng gọi là công tử nữa, hãy gọi tôi Địch Dương đi. Ây da, ây da. Chuyện gì? Cục đất ở tại nhà của người cứng tới như vậy. Tay người cất rượu, bất cứ vật gì cũng có thể trở thành vũ khí cả. Hả? Cô nương đừng lo, về lấy rượu thôi vô là khỏe liền thôi. Nói tới rượu, chúng ta cái gì có duyên phận đó. Ba sân thuộc thủy, mảnh đất phì nhiêu, đâu đâu cũng có xưởng rượu.
mùi rượu thơm vạn lý. Vậy cô nương có biết Xuyên Tử Dương và Tửu Kinh Thập Tam Quyết? Biết thì làm sao, không biết thì thế nào? Nói như vậy, cô chính là con gái của Xuyên Tử Dương Đàm Thục Dĩ à? Sao người biết? Dùng kiếm chỉ vô cổ của tôi hỏi thăm Đàm Thục Dĩ, tôi còn đoán không ra hay sao? Cha của cô và cha của tôi thân như là ruột thịt, tôi gọi là nhị thuốc. Chúng tôi không bao giờ hại mấy đâu. Nếu như cô đồng ý, có thể theo tôi gặp mẹ của tôi. Bà sẽ nói chi tiết cho cô nghe, cô nghĩ thế nào? Tưởng ta là con nít 3 tuổi hay sao dễ gạt à? Cha của ta đã chết ở bên cạnh giếng nước phía sau nhà của người, ngươi còn muốn giết ta à? Đàm Phụng à, cô làm sao mà chịu tin tôi chứ? Tôi đi nhanh. Đợi chút. Cái mẹ tôi hỏi cho kỹ đi. Người con gái không biết xấu hổ kìa, lấy cớ tới địch gia để mà trả thù cho cha. Cô nói gì đây? Ngươi làm gì ngươi tự biết. Ta có quyết định của ta, mà kệ ta. Rõ ràng biết rõ ta là gì không thể của địch dương, còn dám quyến rũ ảnh. Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta cũng đành chịu thôi, biện hộ với người mệt quá. Làm sao, ta tới quyến rũ hắn đó. Con người tùy tiện, ta thích hắn lắm đó. Ngươi muốn làm gì? Nếu không phải là ngươi bị thương nặng, ta sẽ giết chết ngươi. Bạch Công Công, Thuần Huy rồi. Công Công, Bạch Công Công. À, dạ, Thuần Huy rồi, Bạch Công Công à. À, dạ, à. Công Công, xảy ra chuyện gì? Con gái của Xuyên Tử Dương là Thục Dĩ, là Đàm Phục đã tới rồi. Sơn Quý đường suối của ta tới địch gia, thích sát địch dương. Thành công hay không? Hay dạ, địch gia võ công tài giỏi, làm sao có thể thành công được đây? Nhưng mà thích sát không có xong, sẽ còn là thứ nhì đó. Đàm Phục một lòng muốn trả thù cho cha, Sơn Quý đường lại muốn lấy mạng của địch dương. Thật là ngu xuẩn quá đi. Tại sao lại nói là họ ngu xuẩn? Hay dạ, giết hết những người biết cất rượu đó. Điều tra của chúng ta mấy ngàn mẫu ruộng, cả dạng dạ lương thực, phải bán cho ai đây? Được, người thông minh hơn Phú Quý. Đi, kêu Sơn Quý đường ngừng tay lại. Ngoài lời nói của ông, ông còn nghe lời của ai? Đi, quay đầu trở lại Quý đường Sơn Trang. Dạ. Khỏi kêu. Đây, mau lên, đi. Nguyễn Hồng, anh tới làm gì? Tới kiếm cổ à? Nghe Sơn Kỳ cho biết em đã tới khu rừng đỏ, anh lo cho em lắm. Lo cho em hay là cổ? Lo cho cổ làm gì? Tại sao lại dán quần của cổ lên? Cô ta bị thương đó. Cổ bị thương, em nói cho anh biết nha. Nếu không phải cổ đã bị thương, em đã giết chết cổ. Bây giờ Đàm Phụng ở đâu? Ở đằng kia kìa. Nè, Nguyễn Hồng. Bạch Công Công, có tin bằng cho ông biết, địch dương đó rừng này chắc chắn chết rồi. Đồ ngu. Địch Dương là đốc tổ quan của thiên hạ đệ nhất tổ trấn cho hoàng thượng Ngự Tứ. Giết chết hắn, chúng ta không ai có thể thoát khỏi quan hệ. Hey, đó là do con gái Đàm Thục Dĩ tên Đàm Phụng giết đó. Có cô lãnh tội, ông sợ gì chứ? Sơn Quý Đường à, người cố tình muốn chống đối với ta hả? Hay là muốn kiếm chuyện với bản thân người đây? Đàm Phụng một khi lỡ tay bị bắt, như vậy chắc chắn sẽ tìm hiểu được cái chết của cha cổ. Tính sau đây, Địch Dương theo Đàm Phụng đã chạy tới Hậu Sơn rồi. Như vậy còn không chịu chạy theo cổ? Đừng có bao giờ để cho cô ấy gặp mặt Địch Dương. Được, tôi đi lo ngay nha. Cô nói với em, cô đi yêu anh rồi. Một người muốn giết anh đã nói như vậy, mà em cũng tin nữa sao? Em mặc kệ, em chỉ muốn biết anh nói như thế nào. Cô ấy không có nói những lời đó với anh, kêu anh làm sao trả lời với em đi. Nếu mà cô thật sự nói với anh thì sao? Anh sẽ cho cô ta một kiếm, dễ rồi chưa? Địch Dương. Mẹ. Biết trước là con gái của Đàm Nhị Thúc con, sao lại không kêu mẹ ra mặt? Chân hùng giết cha cổ, chúng ta không biết là ai, biết đâu chừng núp trong bóng tối. Khi biết được Đàm Phụng tới đây trả thù cho cha, biết đâu chừng họ sẽ ra tay trước, vu oan giá họa. Nếu như chuyện gì xảy ra cho Đàm Phụng, chúng ta làm sao trả lời với Xuyên Tử Dương năm xưa đây? Mẹ yên tâm đi, con đã phái người đi kiếm cô ta rồi. Sao con lại không đi? Dương Đại Ca, Dương Đại Ca, nguy rồi.
Đàm Phụng từ trên núi xuống, đi thẳng tới Quý Đường Sơn Trang đó. Mau chặn cô ta lại. Anh nóng ruột thiệt hả? Chúng ta đi chung đi. Em không muốn gặp mặt cổ. Đi ca, nếu muốn chặn Đàm Phụng, phải đi ngay bây giờ. Anh không thể để cho Đàm Phụng bị Bạch Công Công và Sơ Quý Đường lợi dụng. Anh phải chặn cô ta lại. Nha, Hồng Nhi, con đừng đi, ở nhà với mẹ nha. Ông chính là Bạch Công Công à? Chính là ta. Cô nương làm sao biết được vậy? Ta còn chưa có hỏi xong. Ông là thái giám. Bên ngoài là như vậy thôi. Tại sao nói là bên ngoài? Ở hoàng cung của hoàng đế tại kinh thành chia ra làm nội ngoại nhị cung. Thái giám cũng chia nội thị, ngoại thị. Nội thị lo bên mình của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, chờ đợi căn dặn. Còn ngoại thị thì không có ở trong cung, ở bên ngoài làm việc cho hoàng thượng đó. Làm việc gì vậy? Điều tra tham quan ô lại, hỏi thăm xem có người nào mưu phản hay không. Cô nương cảm thấy hứng thú chứ? Không hứng thú. Cái điều mà tôi cảm thấy hứng thú đó là ông có xích mích với địch gia. Tại sao lại nói như vậy? Lần đó Địch Dương theo tôi lên trên núi, câu đầu tiên đã hỏi tôi: ngươi có phải là do tên thái giám chó Bạch Công Công phái tới đi giết ta hay không? Cô nương nói chơi. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta làm sao lại phái cô đi giết người nào chứ? Làm sao? Ông sợ rồi à? Chỉ cần có thể trả thù cho cha của tôi, cho dù ông có phái tôi đi nữa, tôi cũng không có phản bội ông đâu. Tuy nhiên Địch gia có thù với ông thì chúng ta dễ nói lắm. Nếu như cô nương tin tưởng Bạch Mổ, Bạch Mổ cảm thấy vô cùng vinh dự. Có là gì cứ việc nói đi. Được, lạ lặng lắm. Vậy tôi muốn hỏi ông, cha của tôi Đàm Thục Dĩ, ông có biết người nào đi với ông không? Cái chuyện đó khi xảy ra, ta tình cờ trở về kinh thành, nghe triệu kiến của hoàng thượng, không có tại địch gia trấn, ta không biết gì hết. Khi ta trở về, ta đã nghe nói lệnh tôn đã thảm tử bên cạnh giếng nước của nhà họ Địch rồi. Có phải thật như vậy hay không? Có người muốn du oan cho Địch gia, giết chết cha của tôi trước, sau đó quăng ông ta vào giếng nước. Phải, rất có thể như vậy. Tuy nhiên, tình hình chi tiết thì ta hoàn toàn không biết. Ê, Quý Đường à, mấy năm về trước, không phải là ngươi là người ở trong thập tam huynh đệ của họ hay là sao hả? Có lẽ ngươi cần phải biết rõ hung thủ thực sự là ai chứ. Mau lên, nhanh lên đi. Ê chà, tới chậm một bước rồi. Tên thái giám đang ở trọng, ta còn không biết hắn có ở trong kia hay không. Ta chỉ là sự an nguy của Đàm Phụng mà thôi. Công công, đi dừng tới rồi. Đàm Phụng thì sao ở chung với bọn họ vậy? Mới tới Địch gia trấn, có bộ Sơn Quý Đường đã gạt cổ. Thật sự là sơ ý quá đi, đã bị bọn chúng đi trước một bước rồi. Đàm cô nương ở trọng rất là nguy hiểm, em nghĩ hay là mình xông vô trọng để cứu cổ đi. Không thể tấn công. Nếu như tấn công, Bạch Công Công sẽ bị dồn vào đường cùng, làm điều bất lợi với Đàm cô nương. Bây giờ Đàm Phụng hiểu lầm chúng ta, muốn cứu quái này phải dùng trí thôi. Hãy đợi tôi. Được. Bạch Công Công, Sơn Quý Đường, ta cảnh cáo các người, ai dám đụng tới một cọng tóc của Đàm Phụng, ta tuyệt đối không tha cho người đó. Mẹ. Dương Nhi, Sơn Khôi, Đàm Phụng thế nào? Mẹ, cô ta đã bị gạt vào Quý Đường Sơn Trang. Con đuổi theo cổ, đã biết rõ cổ là con gái Đàm Nhị Thúc, sao không đưa cổ về nhà? Mẹ, cô ấy biết rõ Đàm Nhị Thúc chết trong bờ giếng nước của chúng ta đó, cho nên lúc nào cũng nghi ngờ chúng ta cả, làm sao cho theo con về chứ? Có ngàn dặm xa xôi tới đây không phải chuyện dễ, không ngờ lại rơi vào tay của Quý Đường Sơn Trang. Mẹ nghĩ tới trong lòng thấy dài rứt quá đi. Tâm trạng con giống như là mẹ vậy. Mẹ yên tâm đi, cô ấy tại Quý Đường Sơn Trang tạm thời không có nguy hiểm. Tại sao vậy? Bạch Công Công và Sơn Quý Đường chắc muốn lợi dụng Đàm Phụng để đối phó chúng ta, cho nên tạm thời không có làm gì cô ấy đâu. Ba mẫu.